Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện bình thường mới, rất nhiều chợ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa hoạt động trở lại. Để giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch như đã từng trước đây, các biện pháp phòng dịch càng được thắt chặt ngay từ cổng vào. Không lơ là chủ quan trong giao dịch mua bán, tuyệt đối tuân thủ 5K là những biện pháp đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào chợ. Mở cửa trở lại sau 3 tháng đóng cửa vì xuất hiện ổ dịch phức tạp, chợ Tân Định quận nhất thắt chặt kiểm soát ngay từ bên ngoài, Ngoài việc đo thân nhiệt khai báo y tế, chợ cũng giới hạn số lượng chỉ 100 người ra vào chợ cùng lúc. Được bán hàng trở lại, mừng, xen lẫn lo, nhưng các tiểu thương cũng chủ động 5K, an toàn cho mình và cộng đồng. Mở cửa trở lại lần này, sức mua tại các chợ truyền thống đều đã giảm đến 50% so với trước đây, nên cũng hiếm khi xảy ra tình trạng quầy hàng tập trung đông đúc. Dù vậy, mỗi người bán và người mua đều chủ động giữ khoảng cách, nhắc nhở nhau tuân thủ 5K và nhất là không được có ý chủ quan xem thường dịch. Đến nay trên 60% chợ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh đã mở bán trở lại trong điều kiện tuân thủ các quy tắc về phòng chống dịch của thành phố. Ngoài việc tích cực giám sát tuyên truyền cho các tiểu thương, ban quản lý các chợ cũng mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm an toàn phòng chống dịch. Việc quản lý người ra vào chợ thực tế không phải dễ, nhưng nếu có kịch bản phương án sẵn sàng thì nguy cơ sẽ giảm xuống. Lúc cao điểm phòng dịch, gần như 100% các chợ của thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa. Đến nay 40% trong tổng số 234 chợ vẫn chưa thể hoạt động lại vì nguy cơ rủi ro bùng dịch vẫn còn cao. Điều đó cho thấy ý thức phòng dịch của mỗi người mua và bán tại chợ là rất quan trọng. vừa để giữ ổn định cho hoạt động mua bán, vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong giai đoạn bình thường mới.